Quay trở lại với phần tin buổi tối là một bản tin có liên quan đến Việt Nam cho biết, nghi phạm xả súng tại Củ Chi vẫn chưa xuất hiện ở biên giới. Thưa quý vị, tính đến chiều ngày 1 tháng 2, việc truy bắt Lê Quốc Tuấn, 33 tuổi, là nghi phạm nổ súng tại Củ Chi, khiến cho chết 5 người và một người bị thương vẫn đang được tiếp tục. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin về tung tích của Tuấn xuất hiện ở khu vực biên giới. Trước đó, một hiệp sĩ ở Bình Dương đã trình báo với công an về việc là có ai đó đã gọi điện cho ông tự xưng là Tuấn và nói rằng muốn ra đầu thú. Hiện công an đang giám định giọng nói và định vị sim điện thoại để làm rõ thông tin này. Cũng theo công an, thì đối tượng Tuấn không chỉ xả súng gây chết người mà còn cướp đi 1 tỷ đồng và đưa cho Phạm Thanh Tâm, 33 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh, ngủ ở huyện Củ Chi, cất giữ. Trong cùng ngày, công an thành phố Sài Gòn cũng đã chính thức ra thông báo truy tìm thêm đối tượng này. Đặc điểm nhận dạng của Phạm Thanh Tâm là người ốm, da ngâm đen, tóc hớt cao, có giọng nói miền Nam, có sẹo chấm 0,2cm trên sau cánh mũi phải. Bất cứ ai phát hiện ra Phạm Thanh Tâm đề nghị tạm giữ và báo ngay cho giới hữu trách. Thưa quý vị, người gốc Việt bị kỳ thị ở châu Âu vì virus từ Trung Cộng không ít người dân châu Âu đang đánh đồng tất cả những người da vàng là người Trung Cộng và kỳ thị họ, như thể tất cả đang mang trong người virus corona. Nhiều người Việt ở Pháp đã phải nhận những lời khó nghe và thậm chí là bị thoá mạ ở những nơi công cộng chỉ vì mình là người da vàng. Le Corriere Picasso, một tờ báo của Pháp đã gây sốc khi đăng bức ảnh một người phụ nữ gốc Á đeo khẩu trang và kèm theo dòng chữ dịch bệnh da vàng và cảnh báo da vàng. Một sinh viên người Việt Nam tại Pháp cho biết, nạn kỳ thị phân biệt người da vàng đã tăng vọt không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều nước châu Âu khác như là Đức, Anh và Ý quốc sau khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát. Mặc dù Ý quốc chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào dương tính với virus corona, tuy nhiên, sự kỳ thị da vàng đang tăng cấp theo từng ngày. Trong lúc người da trắng kỳ thị tất cả những người da vàng thì ở châu Á tâm lý bài hoa có thể bắt gặp ở nhiều nước. Người dân phản ánh đường dây nóng phòng dịch corona của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thu phí quá cao. Người dân trong những ngày qua đã vô cùng bất bình về việc đường dây nóng tiếp nhận thông tin dịch bệnh viêm phổi vũ hán do Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam thiết lập, nhiều lúc gọi vào không có người trả lời, trong khi mức thu phí được ấn định lên đến 5.000 đồng cho một phút. Tại cuộc họp báo vào chiều ngày 31 tháng 1 của Bộ Y tế, khi được hỏi về vấn đề này, đại diện bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Hiện đã huy động rất nhiều bác sĩ có chuyên môn tốt để tham gia trả lời cho người dân trên cả nước. Tuy nhiên trong những ngày vừa qua, đường dây nóng này đã quá tải, do đó, việc người dân gọi tới đôi lúc không có người trả lời là điều dễ hiểu." Về việc đường dây nóng thu phí lên đến 5.000 đồng cho một phút, bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết sau khi nhận được phản ánh bệnh viện đã liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ và khẳng định. Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 2, sẽ cung cấp dịch vụ qua số điện thoại này hoàn toàn miễn phí. Phiên chợ Cầu May ở Thanh Hóa đã trở thành nơi cờ bạc trá hình. Thưa quý vị, ý nghĩa tục lệ từ xưa của phiên chợ chuộng ở huyện Đồng Sơn, tỉnh Thanh Hóa là cầu cho năm mới được nhiều may mắn, nhưng nay đã bị biến thành nơi cờ bạc trá hình có công an cảnh gác. Được biết, chợ chuột nói trên mỗi năm chỉ họp mà một lần vào ngày mùng 6 Tết. Người dân địa phương cũng không biết là phiên chợ có từ bao giờ. Chỉ biết đây là phiên chợ mua may, bán rủi, độc nhất vô nhị. Bởi theo tục lệ thì người đi chợ phải đánh nhau càng to thì may mắn càng nhiều. Cứ mỗi lần phiên chợ được mở ra lại thu hút hàng ngàn người ở khắp nơi đổ về tham dự. Tuy nhiên nhiều năm gần đây, lợi dụng phong tục từ phiên chợ, nhiều nhóm thanh niên có mâu thuẫn với nhau từ trước đã tìm đến chợ để giải quyết mâu thuẫn này. Điều đáng quan ngại hơn là trong phiên chợ cổ truyền này, nạn cờ bạc trá hình mỗi năm một nhiều hơn. Nhiều người dân đến chợ mong cầu năm mới có nhiều may mắn, khi xem những hoạt động mang tính vui chơi giải trí, nhưng khi chứng kiến cảnh cờ bạc tràn lan khắp chợ thì tỏ ra ngã ngẩm. Chuyển sang bản tin có liên quan đến giải trí cho biết, tay đua xe NASCAR Charles Atteri đã qua đời vì bệnh ung thư ruột. Thưa quý vị, tay đua xe NASCAR hạng nặng Charles Atteri vào ngày thứ Sáu 31 tháng 1 đã nhắm mắt lìa đời sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư ruột hưởng dương 56 tuổi. Charles Atteri cũng là cháu trai của huyền thoại Mario Atteri. Thông tin về sự ra đi này đã được công ty Atteri Motorsport đưa ra trước báo giới kèm theo thông điệp vinh danh cũng như chia buồn cùng với gia đình ông. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jones Archery đã tham gia vào trên dưới 400 cuộc đua của NASCAR. Ông từng giành chức vô địch vào năm 1997 và 1999. Ông được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư cách đây khoảng 3 năm. Nữ ca sĩ Billie Eilish sẽ trình diễn trên sân khấu của giải Oscar. Mặc dù chỉ mới bước sang năm 2020, nhưng nữ ca sĩ trẻ tuổi Billie Eilish đã mang về nhiều thành công lớn khi được mời trình diễn trên sân khấu lễ trao giải Oscar. Viện Hàng Lâm Nghệ thuật của Hoa Kỳ cho biết, quyết định mời Billie Eilish trình diễn được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cô trở thành người nhỏ nhất trong lịch sử, nhận giải Grammy và mang về giải thưởng Album of the Year, tức là album xuất sắc nhất. Ngoài ra, Billie Eilish còn được trao giải Best New Artist. Record of the Years, Song of the Years và Best Pop Vocal Album. Vào tháng trước, cô cũng đã trở thành ca nhạc sĩ trẻ tuổi nhất, viết nhạc chủ đề cho bộ phim Jambon. Bản tin giải trí vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin buổi tối của Đài truyền hình Việt TV và Radio. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào!